Ôi, bà thân ơi, cứ mỗi lần mày gặp tao là không có gì yên ổn hết đó nha. Mày gọi tao tới đây có chuyện gì không? Trời ơi, đúng là thằng ngu. Mày có biết bây giờ không? Mày có biết Tết đến sắp tới được chưa? Mày mấy bên này tao biết Tết sắp tới rồi, mình tự nhiên chưa chuẩn bị gì hết trơn á. Thì đó là cái chính điều đó đó. Đó là điều Từ chính cái điều đó mà phải vậy nè. Bây giờ mày nghe tao nhá, một bài hát rap liên quan về Tết, mà không phải rap xạo nha, mày chuẩn bị lắng nghe nha. Trời, là âm thanh như vậy như thế nào? Tết sắp đến rồi thì mình nên làm gì? Tết sắp tới mình mua cái gì? Mua gì? Thì chúng ta đón Tết. Tết năm nay chúng ta không thể ra ngoài được. Vì sao? Vì Covid đây quá trời. Vì Covid đây sắp tới. Thế giới này vẫn còn là Covid. Vì gì? Con sắp rồi. Có gì? Đón đây là con năm mới. Đó năm mới không có đi chung được mãi. Vì gì đón Tết? Không hư được hết. Và hôm nay đón Tết thì mình sẽ ở nhà hoài. Cứ gì chúng ta không thể về quê ăn Tết mà kìa. Thế thì mình không có làm hết. Vì gì nghe nói không có tiền mà được có. Vì vậy con này nó mới không có tiền mà ấy. Mới không có tiền mà mãi. Với Tết năm nay không có tiền mà được có. Với năm nay trong Tết không có làm gì. Tết không có làm gì thì mình làm gì ta. Tết năm nay không thua hết. Tết năm nay thì Tết năm nay thì mình không suy nghĩ. Tết kìa kìa. Tết năm nay ở nhà thì không làm gì được thì sao? Cũng năm nay Tết cũng không ở nhà mà cứ chia và cứ phải nói cái gì Tết năm nay không có cách gì mà nói Tết năm nay không có Tết không có Tết thì ở nhà thì mình cũng phải ở nhà thôi. Ở nhà thì làm gì thì mình cũng ở nhà chơi. Chúng ta thì vẫn chia và được thì hết tí. Đây, giờ mày nghe tao kể được hết tất cả những gì của bài rap này chưa? Thật ra tao nghĩ là nào mà nghe bài này chắc ngơ ngơ chứ tao không hiểu gì luôn á. Đúng thì đúng vậy mà tao vốn rap một nhà tự nhiên là tao rap cái thôi là nghe hai mà nghe cũng không hiểu gì hết á. Cho tao hồi thật nói không dịch không dịch đỡ nè. Bây giờ năm mới này rồi tới năm nay mày không làm gì thì mày phải ngơ ngơ thì mày phải ngơ ngơ ở nhà mình không làm cái đúng với mấy cái trend nè, xong rồi chúng ta cùng với ba mẹ mẹ nơi quay quần rồi bánh chưng cái kiểu rồi thế mới gọi là Tết chứ. Tết vậy rồi lì xì đâu, còn chuyện lì xì thì năm nay hết xô kẹt vốn rồi cho nên năm sau khỏi có lì xì cho con. Con thật ra thật ra thì tình huống cho mình dựng lên cho vui thôi thôi chứ thực tế là Tết là các bạn đứng các bạn dù có đi ra ngoài hay là ở đâu đâu thì các bạn phải ăn Tết vui vẻ, nhưng mà vì năm nay hay là gì đã kéo đến rất là nhiều cho nên năm nhiều cho nên là thì đã nhưng bởi vì là năm trước dịch đã kéo đến rất là nhiều cho nên là chúng ta vẫn không thể nào ăn Tết trọn vẹn như một cách bình thường như thế này được. Vì thế mà Tết năm nay Tết này các bạn hãy cứ bình yên, cứ lạc quan hoan lên thì Tết vẫn sẽ mãi mới là bình thường nhé. Nha, nếu các bạn thấy đúng thì nhớ like share subscribe nha. Hết phim rồi, à lộn, hết tập 1 rồi. Thôi ê Liêm ơi, gì vậy? Tao nói tao kết thúc video rồi mà. Thì chúng ta hết rồi. Hết hả? Hết thiệt rồi. Hết thiệt rồi đấy mới. Chứ tóm lại là hết cái gì? Hết tập 1. Bị lừa đó con trai ơi. Cái gì mà... đúng rồi ha. Hết tập 1 rồi. Mày nói đúng chứ không có lừa tao.
Thôi hết phim rồi nha các bạn.